Dịp này, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao thành phố Đà Nẵng đến viếng hương và thăm gia đình đồng chí Buôn Dân, của Bí thư tỉnh trưởng tỉnh Sê Công, Lào. Cùng đi có Bí thư tỉnh trưởng tỉnh Sê Công, Lê Lai Sivilay. Cố Bí thư tỉnh Sê Công, Buôn Dân, sinh năm 1928, người Hội An, tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng cũ, tham gia cách mạng vào tháng 8 năm 1945. Đến năm 1948, được khu ủy khu 5 chọn làm công tác vận động vượt Trường Sơn sang giúp đỡ nước bạn Lào và trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương, đô đảng viên Đảng Nhân dân cách mạng Lào. Khi hòa bình lập lại, năm 1984, đồng chí trở thành bí thư tỉnh ủy Xê Công. Năm 2018, đồng chí qua đời, hưởng thọ 90 tuổi. Thay mặt lãnh đạo thành phố, bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng gửi lời chúc sức khỏe đến thân nhân, gia đình của bí thư buôn dân, đồng thời mong muốn thân nhân gia đình sẽ có dịp về thăm lại quê hương cũng như thăm thành phố Đà Nẵng trong thời gian đến.